Xin chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu mọi người một đàn Mexico nhé. Đầu tiên thì em bao giờ cũng test thử kinh thử cho mọi người cho xem luôn. Thử xem hao nổ. Ui, bất bảo phát mấy con nó nhảy lên luôn. Nó nhảy lên nó đớp ấy. Cong ấy cả người lên. Đây mà mọi người này. Đấy. Cho mọi người xem nhé. Kinh căng đét nhé. Này. Đàn này thì cực kỳ là đậm luôn. Đây nhá. Nhiều con không được cắn, nó ghép, bây giờ đi cắn ghép của anh này. Sủa kìa. Kìa, đuổi theo chân luôn, nhanh không? Mexico mà nhanh dã man. Này, còn quay cái này cho mọi người xem này. Đậm tít luôn. Sóng cho các anh toàn những loại siêu phẩm thôi nhá. Ông màu thì siêu đẹp luôn, không canh chưa? Con bố thì là bố ăn cho 48 cân thì anh chị bảo không vọng về sau đàn này như thế nào. Khá ok luôn đúng không? Đu rồng ra đu rồng luôn nhá. Đu rồng mà đậm dã man. Cái con đen này dài người nhỉ. Không vọng thì khỏi bàn. Em tưởng rất nhiều cái luôn, những cái này tưởng mọi người nuôi sinh sản rất là phù hợp nhé. Bởi vì trường chó mà tính cách nó quá không, nó không quá như cái mọi người chú ý là nhắn nghịch với cả ham đồ nó khác nhau nhá. Con này gấu ông sủa từ nãy giờ luôn. Hôm trước vừa có anh nào bảo mình kiểu thích chó thích sủa. Hôm trước anh đến trại bắt đấy. Đây anh chị nào mà thích con hăng với là gấu thì em này nhá. Gấu và này đen kịt luôn này, lần lông bóng sát làm sạt luôn. Đực đen mọi người nhá. Đây là đực này. Lông bóng đen. Mà mịn nhờ, lông mịn sát đấy. Nó không bóng như thế đâu, nó không còn nắng. Nó không nắng nên là nhìn nó không bóng. Nhưng mà đến lúc mà thả ra thì rất là đồ gấu. Con đực. Đấy. Đấy, cắn người ta đi. Anh chị nhanh tay đặt đặt cạnh em này nhá. Nhanh tay nhận ngay siêu phẩm. Đấy của mình. Nghe mà sao cứ thấy con quen. Này. Đúng rồi. Bọn em còn đang nuôi gầy gầy một chút, em không nuôi béo để cho nó dễ phối. Dễ phối với cả nó nhanh nhẹn ấy. Nó kiểu nó không bị nặng nề quá ấy. Thì cho mọi người xem để mọi người hình dung qua cái dòng Mexico ấy. Như bạn này là em còn nuôi gầy hơn một tí. Chó dòng Malinois này thì mọi người cứ nuôi cho nó làm sao ngực xa dạ tắt, chứ đừng nuôi béo quá. Này. Đấy, này, nó đang nhìn cái chai của em bảo sao? Anh chị nào mà thích có một vệ sĩ cao to khổng lồ như thế này thì có thể nhận alo hotline luôn. Để đây. Anh chị giữ nó cho em không giữ được. Cho nó ngồi thử xem nào. Nhìn nó kia. Đang nó đang có cái xa lơ này nên là nó đang không tập trung mọi người nhá. Ừ, có cái xa lơ ở đây. Đây. Đây là hình mẫu lý tưởng là tương lai của cái đàn chó phía sau này mọi người nhá. Màu còn đẹp hơn cơ. Đậm hơn luôn đúng không? Của bên trai em nó rơi vào 42, 43 cân đấy. Thì đợt này còn giảm ấy. Đang giảm cân cho nó. Sợ nó nặng quá thì con cái nó không đỡ được. Nên là khi anh chị mà nuôi tốt thì thể trạng đàn này nếu nó tốt cực kỳ như nhưng anh chị nuôi ở nhà thì nó cũng sẽ tương đương như con đực này này nhà em nhá. Đây gọi là bổ sung thôi, còn thêm mọi người đắp thêm thịt vào nữa nên em mới bảo là con đực này sẽ là tương lai của cái đàn đằng sau. Cho mọi người xem nhìn cái đầu hủ nó có vẻ mặt to, đầu to lắm, cái hủ to cao không lên được. Cho lên sóng đấy rồi. Thôi cho vào sang chuồng đi. Để chị cho ăn. Thì mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc đi cầu muốn mua chó con hoặc là phối chó hoặc là có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy bấm nút. Rồi, xin chào mọi người.